bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyện audio vv.pro, kênh MCNE, chương 848, Mạt Nhĩ Đặc La. Cút xuống dưới cho ta. Trong miệng kiệt sâm gạo thét, sống kiếm vỗ mạnh vào thân thể của phỉ nhĩ lạc tư, kìm hệ linh lực tung hoành, đầy mộc hệ linh lực bên ngoài thân thể của hắn đánh tan, đồng thời đem phỉ nhĩ lạc tư nện rơi xuống đất. Bụi mù tràn ngập, linh lực bốn sắc. Phỉ nhĩ lạc tứ rơi xuống đất, cùng ba kiều nhĩ và nam nhĩ tháp là cũng giống nhau, toàn thân lâm vào trong nham thạch. Trong nháy mắt, lúc trước còn vô cùng cuồng vọng, muốn cho kiệt dâm quỳ xuống đập đầu nhận sai. Nhưng bản thân ba người lúc này lại quỳ xuống dập đầu. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, đều khiếp sợ thiếu chút nữa hôn mê. Hậu Cương Không ít người toàn thân mồ hôi lạnh. Bọn người phỉ nhĩ lạc từ Tuy cũng không phải là linh sư có thần phận cao cấp trong hàng đệ tử mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải là thất giai cao cấp hoàng linh sư bình thường. Có hy vọng tấn cấp bát giai đế cấp linh sư đó, trở thành tồn tại hộ pháp của linh dựng sử tháp. Nhưng không ngờ cái tên Kiệt Sâm này, trong mấy chiều là đánh bại. Mấy chiều đã đánh bại ba người. Ây, à, cái này quả thực là không thể tưởng tượng ra. Ta tưởng tượng tại sao Kiệt Sâm lại mạnh ra như thế. Hào Cương, Hào Cương thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Cái tên kiệt sâm này là nhân vật thế nào? Thực sự chỉ là thất giải cấp thấp hoàng linh sư thôi sao? Ta không tin. Là tam hệ linh sư, tên kiệt sâm lúc này bày ra là mộc hệ, hỏa hệ và kim hệ. Tổng cộng là ba hệ. Nhưng ta còn cảm nhận được trong thể nội của hắn vượt qua cả ba hệ đó. Nhiều hệ hoàng linh sư sao? Chẳng lẽ hắn lại cường đại như thế? Ta vốn cho rằng bọn nhân vật mới này chính là đi tìm chết ta muốn xem một trò hay. Nhìn bọn người phí nhĩ lạc tư chơi đùa với kiệt sâm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ba người này lại bị kiệt sâm mấy chiều đánh bại. À, thật là nhục nhã, nhục nhã. Chơi đùa, thực sự là không thể tin được. Giờ bút này, tất cả đệ tử quan sát nhìn thấy kiệt sâm đều toát ra ánh mắt kinh sợ. Bình thường đệ tử hạch tâm đều khổ tu, rất ít khi xuất hiện trong linh dược thành. Bởi vậy, trong hoàng đệ tử, mỗi một thất giai cao cấp hoàng linh sư đều là cường giả, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Kiệt Sâm, tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi. Loại nhân vật có thể mấy chiều đánh bại ba người phỉ nhĩ lạc tư, cơ hội là chiến thần bất bại trong hoàng đệ tử, tất cả người ở đây không ai làm gì được hắn. Bóng dáng vô địch của Kiệt Sâm gieo lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng bọn họ, về địa vị, quyền uy bắt đầu thành lập nên. Sư phụ à người quá mạnh mẽ, ha <laughs> ha, quả thực là quá kích thích đó. Đối với người khác chấn động và sợ hãi, bọn người dòng thánh thấy được, sắc mặt đều đỏ bừng, kích động hừng phấn nhịn không được muốn hoan hô. Kiệt sầm hạ xuống đất, ánh mắt đang nhìn qua phủ đệ của lôi địch tư không xa. Mạc nhĩ đặc la đâu? Tên kia không được, vậy thì trước ta bắt mấy tên này khai đao. Kiệt sâm ánh mắt bình tĩnh, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Kiệt sâm nói ra lời này, bọn người lôi địch tư không tự chủ được lôi ra phía sau một bước. Trên mặt tràn đầy sự sợ hãi, thân thể có chút run rẩy Phỉ nghĩ lạc từ có bộ dáng thề thảm thế kia, làm cho mọi người phải sợ hãi. Kiệt sâm, người hùng hoàng càn quấy cái gì? Người có biết không? Người dám đồng thủ với ta, thì mặt nhĩ đặc là đại cao của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Lôi địch tư sắc mặt tức giận quát lên, nhưng trong ánh mắt của hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ nội tâm. Rất nhiều đệ tử xung quanh nhìn thấy, giờ phút này cũng lui ra phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến, bị một sát thần này để ý nhục nhã một phen còn không bằng tự sát cho xong. Trong linh dược thành, một ít cỗ linh thức cường đại giờ phút này đang trao đổi với nhau. Không thể ngờ được tên kẻ sâm này lợi hại như thế, chỉ mấy chiều đã đánh bại phỉ nhĩ nặc tư là ba người đó, quả thực là nghịch thiên là nhiều hệ linh sư. Ta đã nghe nói ban đầu ở đại lục tinh anh đại tái, tiểu tử này chỉ mới đạt tới lục dài cao cấp tổ linh sư, đã đánh bại thất giai trung cấp hoàng linh sư Lai Ngang Nạp Đa, sau đó giành được quán quân. Tên Lai Ngang Nạp Đa ta cũng đã xem qua, mặc dù là trùng cấp hoàng linh sư, nhưng thực lực bình thường cũng không yếu hơn thất giai cao cấp hoàng linh sư đâu. Hiện giờ hắn đã tấn cấp lên hoàng linh sư. Tên kẻ sâm này đúng là mạnh mẽ, cũng không phải là ngẫu nhiên nghe nói khắc vu lâm trưởng lão thập phần là thưởng thức cái tên này, còn hướng cao tầng nói qua, nhiều hệ linh sư khó khăn nhất là khi tấn cấp thất giai hoạn linh sư. hôm nay xem ra các đệ tử tiểu tử này rất cần đối, giống như cá chép vượt vũ môn hóa rồng tiếp tục phát triển, tiền đồ của nó bất khả hạn lượng. nhưng mà tiểu tử này là thiên tài mới, cũng quá mức của ngạo rồi, đem bọn người phải nghĩ lạc từ này đánh bại thì đánh bại đó không ngờ còn làm cho bọn chúng quỳ ở đây còn phải dập đầu nữa vì nhĩ lạc tư là nhân vật tầm cao khí ngạo hắn rất khó chịu chúng ta nên ra tay ngăn cản hay không ngăn cản sao vì cái gì mà ngăn cản để từ tranh đấu với nhau chúng ta không liên quan làm gì huống chỉ bọn người lôi địch tư thường ngày cũng quá mức cản rỡ tại linh dực sư tháp huyền náo tới mức con người oán trách đó chuyện này không có đơn giản như thế đâu cái tình kiệt sâm kia không giết người Chúng ta cũng không có ra tay, các ngươi không thấy được sao? Trước đó lần đầu tiên Mạt Nhĩ Đặc La nhục nhã bọn nhân vật mới, thủ hạ hộ pháp và khắc phù lâm trưởng lão cũng chỉ ở xa đứng nhìn không nói gì, cũng không có ngăn cản. Cuối cùng, Mạt Nhĩ Đặc La đã ra tay hạ sát với dòng thánh, mới bị người ta ngăn lại. Chỉ cần kiệt sâm này không giết người thì chúng ta không xen vào chuyện này được. Cái tên kiệt sâm này là người do khắc phù lâm trưởng lão dẫn vào linh dực sự tháp cho nên là người của khắc phù lâm trưởng lão nhất mạch đó nhưng vài ngày trước bọn họ bị mạt nhĩ mặc là làm nhục khắc phù lâm trưởng lão cũng có ra mặt thay đầu thật là không biết khắc phù lâm trưởng lão đang suy nghĩ gì nữa im ngay ý nghĩ của cao tầng há có thể do chúng ta vọng đoán chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình các nơi trong linh dực thành từng đạo linh thức đang trao đổi lẫn nhau những cao thủ này trong nháy mắt từ các nơi hẻo lánh đang trao đổi với nhau Lúc này, trước cửa phủ đệ, Kiệt Sâm nhìn qua lôi địch tư cùng hơn 10 tên cấp thấp, trùng cấp hoàng linh sư, chậm rãi đi đến. Vậy nếu như mặt nhĩ đặc la không hiện ra, ta trước tiên sẽ động thủ với đám thủ hạ của hắn. Chờ hắn sau khi xuất hiện, ta sẽ tự tay lấy đầu chó của hắn. Kiệt Sâm sắc mặt bình tĩnh, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Linh lực bạo phát, muốn ra tay Sắc mặt bọn người lôi địch tư đại biến tất cả linh lực từ trên người bọn họ bộc phát bảo vệ thân mình tràn ngập sợ hãi nhìn về phía kiệt sâm chúng muốn chống cự hết chương 848 nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo bạn đang nghe truyện audio dược thần tác giả ám ma sư truyện được phát trên website truyện audio pro kênh mc annie chương 849 đại chiến kinh thiên đúng lúc này các hạ khẩu khí thật lớn Tốt, rất tốt Ta hôm nay muốn nhìn xem Rốt của ngươi dựa vào cái gì Dám can đảm ra tay với thủ hạ của ta Một thanh âm vang vọng khắp linh vực thành Âm thanh này từ xa tới gần Lúc mới bắt đầu còn xa tận chân trời Nhưng sau khi nói xong Đã gần ngay trước mắt Một đạo kim sắc lưu quang Giống như sao băng hàng thế Từ đằng xa bắn tới Thời gian trong nháy mắt đã xuất hiện trong mắt mọi người một cố ủy áp khủng bố làm cho người ta phải phát run lập tức bao phủ tất cả mọi người ở đây không khí cứng lại làm cho người ta có cảm giác hít thở không nổi trên bầu trời một người mặc trường bào rộng giống như hoàng gia nhân gian từ trên trời giáng xuống trong miệng lạnh lùng lên tiếng ánh mắt bao quát đại địa đây là một thanh niên tư thế oai hùng to lớn cao ngạo áo choàng xanh sắc mặt như đao ngọt mày kiếm tóc mai con người vô cùng sắc bén thầm bất cả chắc, chậm rãi đáp xuống trước mặt bọn người lôi địch tư. Một cố ủy áp khó che giấu của nam tử này hiện ra, đến mức tất cả những đệ tử xung quanh phải lùi lại, lộ ra con đường rộng thành thang. Đại ca! Mặt nhí đại la đại nhân! Nhìn thấy nam tử này, lôi địch tư cùng những người xung quanh đồng thời hô lớn, trên mặt tràn đầy kinh hỷ, mà bọn người lai ngang nập đa đi sau lưng kiệt sâm thì hai đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng, trong đôi mắt tràn đầy cửu hận. Người này chính là đại ca của lôi địch tư, đệ tử hạch tâm của linh dực sư tháp, bát giai cấp thấp đế linh sư, thất giai trung cấp linh dực hoàng sư, mạt nhĩ đặc la. Đại ca đại ca, tên tiểu tử này là Kiệt Sâm, sáng sớm đã chạy tới nơi này giống to, mở miệng là bất kính với người. Còn đã thương bọn phỉ nhĩ đặc tử nữa, đại ca đại ca, người nhất định phải báo thù cho đệ đó. Lúc trước, lôi địch tư vô cùng sợ hãi, nhưng trong lúc này đổi thành con người khác hai mắt nhìn qua kiệt sâm tràn đầy oán độc trong miệng hung hăng càn quấy lên tiếng mạt nhĩ đặc la không nói gì nhìn ba người phỉ nĩ lạc tư trên đất tay phải vùng lên vô số kim hệ linh lực nguyên tố trong không khí ngưng tụ tạo thành một bàn tay nguyên tố khổng lồ đem ba người phỉ nhĩ lạc tư toàn thân đầy máu tươi đang lún sâu trong nham thạch kéo lên sau đó đưa ra sau lưng của mình mấy người các ngươi cứ chiếu cố ba người này một chút trong miệng của mặt nhĩ đặc là đạm mạc lên tiếng trên mặt đầy ý cao ngạo ánh mắt chuyển qua người của kiệt sâm ánh mắt kia giống như hừng ưng trên bầu trời nhìn qua con kiến vô cùng kiêu ngạo nhìn thấy ba người phi nhĩ đặc từ bị đối phương cứu đi kiệt sâm trên mặt không có bất cứ biểu lộ gì chỉ lạnh nhạt nói <laughs> người chính là mặt nhĩ đặc la là, là đại ca của lôi địch tư đã đả thương lai ngang nập đa cũng chính là người Đúng vậy, chính là ta Người chính là kẻ xâm mấy ngày trước Không biết chạy trốn đi đâu sao <laughs> Thật là to gan Lại còn dám gây tổn thương cho thủ hạ của ta Còn khẩu xuất cuồng ngôn Người là một nhân vật mới Vừa mới gia nhập linh vực sư tháp Lại còn dám hung hăng càn quấy như thế Ta ngược lại lại muốn nhìn Rốt cuộc người có tài năng gì Lại dám to gan Mặt nhĩ đặc la đứng chắp tay Sắc mặt lãnh ngạo Xuất hiện tự tin cường đại Ừm, <laughs> Có tài năng gì? Kiệt sâm nở nụ cười là cười lạnh. Thương thế của bằng hữu ta, khi nhục đệ tử của ta, ta vốn định lấy đầu chó trên cổ của ngươi. Nhưng bây giờ ta cải biến chủ ý rồi. Nhìn ngươi tu hành cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta cũng không khó xử ngươi làm cái gì. Xem phần thượng của ngươi là đệ tử hạch tâm, cũng vì đoàn kết của linh dược sư tháp. Bây giờ, ngươi cứ quỳ ở chỗ này, hướng bằng hữu và đệ tử của ta dập đầu tạ lỗi, cùng khẩn cầu bọn họ tha thứ, thì ta có thể cân nhắc, lưu ngươi lại. Nếu như ngươi gian ngoan mất linh, đừng trách ta không khách khí. Kiệt sâm nói ra những lời này, trong nội tâm đệ tử ở đây chấn động, trên mặt khiếp sợ không thôi. Hay cái gì? Sao tên này lại to gan như thế? Lớn mật, lại dám bảo mặc nhĩ đặc là quỷ xuống sao? Ai, hắn là nhân vật nào chứ? Sao mà lại dám nói như thế? Phải biết rằng Mạc Nhĩ Đặc La cũng không phải là Phỉ Nhĩ Lạc Tư, cũng không phải bà Kiều Nhĩ và Nam Nhĩ Tháp La, cũng không phải là thất giai hoặc cao cấp hoàng linh sư, mà là bát giai cấp thấp đế linh sư, là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. <laughs> to gan, cuồng vọng, dám nói như thế với Mạc Nhĩ Đặc La, tên này mới chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, cho dù lúc trước có đánh bại bọn người Phỉ Nhĩ Lạc Tư, cũng không nên ngu tới mức như thế chứ. Lần này có chờ hay để nhìn rồi. Tuy biểu hiện của kỳ sâm này rất mạnh mẽ. Nhưng ta cũng không tin. Cái tên này có thể thắng được mặt nhĩ đặc la. Ha, phải biết rằng mặt nhĩ đặc la này chính là bát giai đế linh sư. Là đế cấp cùng với hoàng cấp. Khoảng cách với nhau không thể nào mà so sánh được. Xem ra song phương cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Ta vốn tưởng rằng mặt nhĩ đặc la xuất hiện thì cái tên này sẽ diệu đấp hơn không ít. Không ít ngờ, <laughs> lại thêm cuồng vọng hơn, Hào tiêu tứ, ta đã bội phục hắn rồi đó. Mau, mau nhìn kìa, Mạc Nhĩ Đặc La nó nổi giận rồi. Rất nhiều người trông thấy Kiệt Sâm bảo Mạc Nhĩ Đặc La quỳ xuống dập đầu, đã biết rõ cả hai không còn đường để đàm phán. Chuyện này không có quan hệ tới kiểu oán của hai bên, cho dù hai người có tính khí tốt cũng không dễ dàng bỏ qua những lời vừa rồi. Mạc Nhĩ Đặc La vừa xuất hiện, Kiệt Sâm không hề nhượng bộ, song phương nói vài câu đã đưa xu thế biến thành đối trọi gay gắt lập tức dẫn phát ra sát cờ nồng đậm. Ha <laughs> Để cho ta phải quỳ xuống sao? Hả? Phải dập đầu nhận sai? Ha <laughs> tốt, tốt, tiểu tử ngươi, quả nhiên là có đảm được. Ta nói thật cho người biết, trên đời này không ai có thể khiến cho ta quỳ xuống. Người là một nhân vật mới, lại còn dám nói với ta như thế. Là ai cho ngươi lá gan? Người đã triệt để kích thích ta. Rất tốt, rất tốt ta sẽ cho người hối hận vì sống trên đời. Ta muốn cho người biết, kết quả đắc tội là ta, thảm như thế nào. Mặt nhĩ đặc La ngửa mặt lên trời thét dài, trong giọng nói mang theo lửa giận vô tận. Trên mặt vốn không chút biểu tình, lúc này biến thành vô cùng dữ tợn, trong hai tròng mắt mang theo nụ hỏa. Vô số kìm hệ linh lực nguyên tố tung hoành quanh thần của hắn, áo bào trên người mặc nhĩ đặc la tung bay, giống như thiên long đón gió. Hắn ngang nhìn xuất thủ, đệ tử hạch tâm vừa ra tay phong vân biến mất từng đạo linh lực kim hệ không ngừng ngưng tội trong không khí chấn động khí nổ tung hợp thành một bàn tay kim sắc cực lớn sau đó trùng kích về phía kiệt dâm đình nguyên tố thực chất hóa tạo thành nguyên tố thủ ấn đây là thủ đoạn công kích của bát giai đế linh sử mới có được mạt nhĩ đặc la đánh ra một kích người ở xung quanh bị chấn té mạt nhĩ đặc la liền lộ ra thực chất chân chính của mình rất mạnh mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Nguyên thổ thủ ấn ngừng tụ mọi lúc, hắn lấy làm trung tâm, xuất hiện vô số. Hình tượng vòng tròn nguyên tố đồng tâm đã bày tùng tué, không ngừng chuyển ra ngoài. Hết chương 849, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 850 đại chiến kinh thiên. Giờ khác này, mặt nhĩ đặc la giống như ma thần bất bại, đứng thẳng tại chỗ, nguyên thố tụ ấn ụp tới. Linh lực kim hệ lưu chuyển, nhét thiên địa vào bên trong, mình mông cuộn cuộn. <laughs> tới tốt lắm. Kẻ sâm ngửa mặt trên trời thét dài, đối mặt với công kích của mặt nhĩ đặc la vẫn không làm gì. Mái tóc dài của hắn tung bay, hai con người giống như hai ánh sáng trong bầu trời đêm, phát sáng ngũ hành linh lực mạnh mẽ hằng lâm, tổ hợp thành hào quang năm màu, quán trú vào linh định đầu của hắn. Sắc sắc trọng kiếm trong tay của hắn, tỏa ra hào quang vạn trượng, giống như đạn pháo bay ra khối nòng, vô cùng nặng nề bổ lên trên nguyên tố thủ ấn. thiên địa sụp đổ, một đạo hào quang sáng chói xuất hiện, cắn nuốt thân thể của kiệt xâm. Linh lực nguyên tố hình thành một cỗ phòng bạo khủng bố, huy diệt hết thảy, giống như một ngọn núi lửa tích tũ lâu, rồi bộc phá, đến núi, cao lắc lư, toàn bộ tường đá xung quanh nứt vỡ ầm ầm. Lúc này đây, sau tiếng nổ mạng hào quang cực sáng đã qua đi, đã khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ linh dực thành kinh động tất cả mọi người. Cảm nhận được lực lượng khủng bố, nhìn qua một mảnh hỗn độn nơi này, sắc mặt mọi người xung quanh kinh hãi. Rất xa tránh ra, sợ bị cuốn vào trong chiến đấu, đồng thời hung hăng nuốt nước bọt. Công kích khủng bố như vậy chỉ sợ bất cứ thất giai cao cấp hoàng linh sư nào cũng không thể tiếp nối, cho dù là không chết cũng trọng thương. Bụi mù trận rãi, chán ra xung quanh, trong trò bụi, không có nửa điểm tiếng vang. Có người trong đó, dưới một kích khủng bố của mặt nhĩ đặc la, đã biến thành trò bụi. Sư phụ! Kiệt sâm! Cách đó không xa, bọn người dòng thánh lo lắng lên tiếng, lo lắng nhìn qua bụi mù. Hả? không tốt! xa xa những cao thủ ẩn nấp những bộ pháp dùng linh lực bao phủ chiến đấu hoảng sợ kêu lên nhanh như thiểm điện đã xuất hiện trên đầu mọi người Sự kiệt sâm gặp chuyện không may cho nên lao xuống nhưng lại nghe được âm thanh trong bụi mù vang lên các hạ thân là đệ tử hạch tâm bát giai đế linh sư chẳng lẽ chỉ có chút năng lực này mọi người ngạc nhiên toàn bộ xung quanh yên tĩnh lại vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụi mù ngay cả mặt nhĩ đặc la cũng nhíu mày ngạc nhiên nhìn vào bên trong bụi mùi chậm rãi tán đi một người đang cầm hắc sắc trọng kiếm đang đứng bên trong mà phía sau hắc sắc trọng kiếm một thanh niên mặc trường bào màu xanh không ngừng võ áo của mình giống như đang phủi bụi tất cả mọi người lúc này hít một ngụm khí lạnh không khí khủng bố trước đó ngay cả thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng có khả năng bị giết nhưng khi nhìn thấy kiệt sâm bộ dáng không thèm để ý trên người cũng không có chút thương tổn. Thân thể của tên này rốt cuộc là mạnh thế nào đây? Ánh mắt của mặt nhĩ đặc la lạnh lùng, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. <cười> có chút ý tứ. Hắn vùng tay lên, linh lực kim hệ tùy ý. Hắn sắp ra tay, ở phía đối diện, kiệt sâm cũng cầm hắc sắc trọng kiếm dơ lên, điên cuồng vận chuyển linh lực trong thể nội, chuẩn bị ra tay. Dừng tay! Một tiếng gầm vang lên, Lúc này có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện giữa hai người bọn họ, trong miệng quát lên trói tai. Nơi này chính là Linh Dược Thành, đánh nhậu ở đây sẽ thế nào? Chẳng lẽ hai vị muốn hủy đi Linh Dược Thành này sao? Mấy người kia chính là hộ pháp của Linh Dược Thành, bát giai đế linh sư, uy áp khủng bố phóng thích ra, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. kẻ xâm nhíu mày nhìn quanh, bởi vì hai người ra tay đánh nhau một kích, cả con đường biến thành một đống hỗn độn, đại địa đã vỡ nát, phòng ốc xung quanh nhận lấy thương tích khác nhau. <laughs> Tiểu tử, nơi này không tiện động thủ. Ta sẽ tới lôi đào khiêu chiến ở trung tâm đợi ngươi. Có gan thì cứ tới. Mặt nhĩ đặc lạc cười lạnh lên tiếng, sau đó lướt đi, lao thẳng vào khu khiêu chiến ở trung tâm. <laughs> Ta cũng đang có ý đó. Kiệt sâm cũng lạnh lùng nói ra, phóng lên trời, đi tới khu khiêu chiến. Trong nội tâm của mọi người xung quanh chấn động, tầm huyết bành trướng cùng đi tới nơi khiêu chiến không muốn bỏ qua trận đại chiến kinh thiên này. Trong lúc nhất thời, linh sực sư sự tháp bay đầy trời, giống như một đoàn châu chấu, rậm rạt chẳng chịt bay tới khu khiêu chiến. Thời điểm kia sâm cùng Mạc Nhĩ Đặc La hai người đi tới khu vực khiêu chiến ở trung tâm Linh Dược Thành. Trong một gian phòng của Linh Dược Sư Tháp, Khắc Phu Lâm trưởng lão đang ngồi ngay ngắn bên trong. Dưới tay của hắn, bản kiến minh đại sư cùng oát đại sư đang ngồi đối diện. Linh dực Sư Tháp cấu tạo rất đặc biệt. Từ khi Linh vực Sư Tháp kiến tạo tới bây giờ, ai cũng không biết nơi này được tu kiến như thế nào. Trong Linh vực Sư Tháp, mỗi một tầng đều là không gian độc lập. Tất cả chuyện bên ngoài nếu không thể ảnh hưởng đến trong đó. Trong chẳng quyết đấu Linh Dược học ở tầng 2, dù trong phối chế sinh ra vụ nổ lớn, cũng chỉ lan tràn trong vòng một phòng này, sẽ không ảnh hưởng tới phòng khác, lại càng đừng nói ảnh hưởng tới cả một tầng. Giống như vậy, tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài cũng không cách nào chuyển vào trong linh dược sư tháp. Khóc vui lâm trường lão à, ta nghe nói kỳ sâm ngày hôm qua đã từ trong không gian tu luyện đi ra ngoài, hơn nữa đã tấn cấp đến thất dài hoàng linh sư. Vừa ra tới, đã tới khu ký túc xá của bọn rộng thánh và xảy ra xung đột với bọn bá nhĩ nì, cũng đã đem đám người bá nhĩ nì tất cả đều đánh bại. Hiện tại kỳ sâm đã dự trở về rồi, chúng ta có cần ra tay không? Người muốn khảo nghiệm thiên phú và thực lực của hắn Ngày hôm qua, hắn đã tấn cấp đến thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Đúng là có thể đem bọn người bá nhĩ nì thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư và sáu gã thất giai trùng cấp Hoàng Linh Sư đánh bại. Ta nghĩ về chuyện này, cô không tính tranh lệch đi. Trong phòng, bản kiến minh đại sư kích động lên tiếng. Ừ, đúng vậy. À, khắc phu lâm trưởng lão. Trước khi cái tên kiệt sâm này tiến vào tu luyện bí cảnh, mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư. Nhưng mà không tới một tháng, hắn lại tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư huống chi lại còn đem bá nhĩ ni là một thất giai cao cấp mà đánh bại đi tiềm lực của hắn ta xem là không thể đo lường ở một bên oát đại sư cũng gật đầu trong miệng kính nể không thôi phải đó nhiều hệ linh sư là khó tấn cấp nhất nhưng không nghĩ tới kẻ sâm này tiến vào trong không gian thí luyện lại dùng thời gian chỉ một tháng với tạo nghệ linh dực sư của hắn, chỉ cần nghiên cứu một phen, qua ít ngày tấn cấp thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư cũng không phải là chuyện khó khăn. Một khi tấn cấp thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, hắn đã có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm rồi. Ta nghĩ trưởng lão vì hắn cầu viêm cực địa quyết cũng sẽ có người khác từ nhiều nguồn cáo chỉ cho hắn nghe. Ta lại cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại xuất sắc như thế, vượt qua cả dự kiến của ta trong gian phòng trên mặt của khắc phù lâm trưởng lão mang theo nụ cười chuyện hắn và kiệt sâm và viêm cực địa quyết đã mang không ít áp lực ở trong tháp nhưng biểu hiện của kiệt sâm cũng không làm cho hắn thất vọng hết chương tám trăm năm mươi nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo bạn đang nghe truyện audio dược thần tác giả ám ma sư chuyện được phát trên website truyện audio vv pro kênh mcne chương tám trăm năm mươi một thế lực ngang nhau. Nhưng khắc phu lâm không biết là, tuy viêm cực, địa quyết giúp cho kiệt sâm hiểu rõ không ít về pháp tắc, nhưng kiệt sâm tấn cấp, quan hệ tới viêm cực kim địa quyết cũng không lớn. Đã như vậy, khắc phu lâm trưởng lão, hôm nay hắn đã xảy ra xung đột với bọn người mạt nhĩ đặc la, vậy chúng ta có nên nhúng tay không? Bản kiệt minh lên tiếng nói, tên mạt nhĩ đặc la đại thực sự là quá phận rồi, Ngày đó đã dám ra tay với bọn người lai ngang nạp đa Thủ đoạn của hắn cũng rất tàn nhẫn Nếu như không có ai ngăn cản Thì dòng thánh cửa hồ đã chết trong tay hắn Hơn nữa hắn cũng chẳng những đem bọn người lai ngang nạp đa đánh trọng thương Lại còn lưu lại linh lực cực kỳ mạnh trong thân thể bọn họ nữa Chính là ngoan độc muốn hủy duyệt tương lai của cả ba ừ, hiện tại vẫn còn không có vội Khắc phu lầm lắc đầu nói Ta còn muốn nhìn xem kia Sâm kế tiếp sẽ phản ứng như thế nào đây? Thế cục đại cục hôm nay, nhìn thì là sóng gió, êm lặng. Nhưng mà kỳ thực mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động rồi. Thời gian an nhàn sắp không còn nữa. Hiện tại cần thiết là nhiều thêm một đám thiên tài mới có thể chống cự lại nạn kiếp. Khắc vu lâm chậm rãi lên tiếng, âm thanh không lớn, nhưng làm cho bản kiệt mình cùng oát hai người giật mình cả kinh. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa khắc phù lâm những mày lên tiếng nói vào đi cửa phòng mở ra trung niên nhân này từ ngoài đi vào bên trong lập tức quỳ một chân trên đất mang theo lo lắng trên mặt nói khắc phù lâm trưởng lão à người bảo ta đi giám sát đám nhân vật mới tối phủ đệ của mặt nhĩ đặc la đem vài tên thủ hạ của mặt nhĩ đặc la đánh bị thương hơn nữa còn đánh quỳ gối trên đất về sau mặt nhĩ đặc la đã xuất hiện hiện tại kiệt sâm cùng với đệ tử hạch tâm mặt nhĩ đặc la đang chiến đấu đang tiến hành ở khu chiến tranh trung tâm. Cái gì? Trong phòng ba người khắc phu lâm cả kinh mạnh mẽ đứng dậy. Không tốt, tên kia sâm này hắn quá lỗ mãng rồi. Khắc phu lâm sắc mặt mang theo một tia ảo não nói, tên mạt nhĩ đặc la này là đệ tử hạch tâm, là bát giải cấp thấp đế linh sư, hắn là một thất giải trung cấp hoàng linh sư làm sao mà sánh được? Trong lời này khắc phù lầm cùng bạn kiến minh ba người đều lao ra khỏi linh dực sử tháp trong khu khiêu chiến của linh dực sử tháp giờ phút này kia sâm cùng mặt nhĩ đặc la đang đứng nhìn nhau đây là một cái lôi đài rất lớn chính là sân bãi dùng riêng cho đệ tử linh dực sử tháp quyết đấu những đệ tử quyết đấu ở đây cơ bản đều khiêu chiến trước sau đó quyết đấu tại đây bình thường đều là đại chiến tranh đoạt thành danh giờ phút này trên khán đài của lôi đài có vô số người các đệ tử đến xem chặt như nềm cối Cho dù là Kiệt Sâm Hay là Mạc Nhĩ Đặc La Đều là nhân vật lớn có thành danh cao Trong linh dựng sư thành Mới cũ xung đột nhau Tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt <laughs> Tiểu tử Không phải là không thừa nhận Người rất có thiền phú Nhưng muốn giao thủ với ta Thì ngươi còn kém rất nhiều Nếu như ngươi nguyện ý quỳ thuận ta Có lẽ ta sẽ thả cho ngươi một mạng Trên lôi đài Mạc Nhĩ Đặc La ngạo nghĩ mà đứng dùng ánh mắt thưởng thức nhìn qua kiệt sâm giống như ánh mắt của trưởng bối nhìn qua hậu bối trong ánh mắt tràn ngập kiều ngạo cùng tự phụ Hả? Ha, hãy bớt xàm ngôn đi nếu như ngươi không muốn dập đầu nhận lỗi vậy thì ra tay đi kiệt sâm cười lạnh gian ngoan mất linh nếu người đã quyết định muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi mặt nhĩ đặc la giận quá thành cười nói Hả? một kích kia chỉ là một kích tiện tay của ta mà thôi. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi nhìn thực lực chân chính của ta. Mặt nhĩ đặc la ngửa mặt lên trời gạo thét, mái tóc dài của hắn bay múa, trường bào phấp phới. Bên ngoài thân có linh lực chấn động, không ngừng bay lên, linh lực kim hệ bao phủ toàn thân. Một đạo gợn sóng vô hình từ trên người của mặt nhĩ đặc la phát ra ngoài. Cả thế giới không nháy mắt biến thành màu vàng, trong phạm vi ngàn mét đều bị trói buộc lại. Nói cho đúng Mạc nhĩ đặc la đem phạm vi ngàn mét này Khống chế toàn bộ kim linh trì Ở bên trong Nguyên tố kết giới Chỉ có bát giai đế linh sư mới có thể thi triển ra nguyên tố kết giới Nguyên tố kết giới kim hệ trong không gian Bị trói buộc Không ngừng áp bách về phía của kiệt sâm Khóe miệng của Mạc nhĩ đặc la cười lạnh nhìn qua kiệt sâm Con sâu cái kiến Há biết uy lực của thần long Ta muốn cho người nhìn mạt nhĩ đặc la ta thân là bát giai đế linh sư tranh lệch với người như thế nào uy nghiêm của ta há có thể để cho một tiểu nhân vật như người mạo phạm ừ? hiện tại người nên đi chết đi trong lúc hết vàng tay phải của mạt nhĩ đặc la nắm chặt nguyên tố kim hệ trong không gian đều bị hắn khống chế nguyên tố kim hệ ngưng tụ thành một bàn tay màu vàng hơn 10 trượng nhắm ngay kiệt sầm mà đập xuống một kích này Mạt nhĩ đặc la không chút lưu thủ, sử xuất cho toàn bộ lực lượng của nó. Không gian xung quanh kiệt sâm, bất cứ linh nguyên tố gì cũng bị hút sạch, chỉ còn lại nguyên tố kìm hệ trong đó. Cả thiên địa biến thành màu vàng, lực lượng kim hệ tàn sát bừa bãi trên không trung, đem ánh mặt trời che đi. <laughs> nguyên tố kết giới sao? Khóe miệng kiệt sâm cười lạnh, viên cầu màu vàng trong đầu xoay tròn nhanh chóng. Một gợn sóng kim sắc lóe lên, bao phủ khắp lôi đài. Hai cố cùng thuộc tính nguyên tố kết giới động vào nhau. Trong tích tắc, cả lôi đài vang lên âm thanh nổ khủng bố. Trong kiểm sắc quang mang, toàn thân kiệt sâm phóng lên trời, vận chuyển diệt thần sát quyết trong cơ thể, chiến lực tăng lên gấp 3 lần. Đột nhiên hắc sắc trọng kiếm trong tay của hắn có hỏa diễm dâng lên, hình thành một hỏa diễm cự kiếm lớn hơn 10 trượng, nhắm ngay bàn tay màu vàng, chém mạnh xuống. Uy lực gấp 3 lần. Phượng diễm tam trọng lãng bàn tay màu vàng hóa thành cự kiếm động vào nhau trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người như thiểm điện động vào nhau trong tiếng nổ cực lớn cả bầu trời chấn động với một cách khủng bố tiếng rung nổ kinh người trong miệng kiệt sâm kêu lên một tiếng sau đó lùi ra phía sau mấy chục thước mà mặt nhĩ đặc la cũng thối lùi trên mặt biến thành tái nhợt ai kim hệ nguyên tố kết giới người cái tên này cảm nhận được bên ngoài thân của kiệt sâm chính là nguyên tố kết giới, mặt nhĩ đặc la vô cùng kinh ngạc. hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mới đạt tới thất giai hoàng linh sư như kiệt sâm lại có thể sử dụng nguyên tố kết giới. hơn nữa còn là kim hệ nguyên tố kết giới giống như mình. càng làm cho mặt nhĩ đặc la giật mình. đó chính là trong quá trình phối chế nguyên tố kết giới của song phương, dường như mình còn lâm vào hạ phong. chuyện này làm cho mặt nhĩ đặc la cảm thấy khó có thể tin được. Thời điểm Kiệt sâm phóng xuất ra kim hệ kết giới, mặt nhĩ đặc la còn tưởng rằng Kiệt sâm cũng là bát giai đế linh sư. Chỉ che giấu thực lực của mình, nhưng mà trải qua giao thủ, hắn có thể cảm nhận được cấp bậc linh lực của đối phương vẫn là thất giai. Nhưng lúc trước, năng lượng bộc phát đúng là kinh người, đối kháng một cách toàn lực bát giai cấp thấp đế linh sư của hắn, không lâm vào hạ phong. Chuyện này cùng lắm là làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc và không hiểu. Hết chương 851 nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website vv pro kênh MC Annie, chương 852, tấn cấp trùng cấp Hoàng Linh Sư. Lôi đài xung quanh, tất cả người xem nhìn thấy kẻ xâm phóng xuất nguyên tố kết giới, tất cả cũng kinh ngạc tới ngây người. Hả, số tiểu tử, thực sự là có tài đó, nhưng thì như thế nào đây? Chết đi! Trong miệng của mặt nhĩ đặc la gạo thét, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng, vô số kiếm quang từ trên người của hắn hiện ra ngoài. Ngàn vạn kim kiếm không ngừng phá không, không ngừng chuyển động, rung động lắc lư. Lực lượng khủng bố của nguyên tố kim hệ làm cho không gian vặn vẹo. Vô số kim kiếm kia trong nháy mắt giống như cá bơi trong biển rộng, rộng rạp chẳng chịt. Ngàn vạn kim quang như cầu vồng dưới sự khống chế của mặt nhĩ đặc la, điên cuồng bắn về phía kiệt sâm. Trẻ khuất cả bầu trời Trong không khí truyền ra âm thanh nổ đùng đùng Không gian vặn vẹo Ẩn chứa linh lực kim hệ như cầu vồng Tạo thành một cỗ bạo phong màu vàng Nhắm ngày kiệt sâm cuốn tới Từng đạo kim kiếm như cầu vồng Vô cùng quy luật xếp chặt cùng một chỗ Hình thành một ống đồng màu vàng Giống như một con quái vật Không ngừng xoay tròn phóng về phía trước thôn phệ tất cả Phá ra tiếng thét kinh người Kim kiếm văng khắp nơi Mất đi tất cả không khí đều là lỗ hổng lớn, giống như tiếng thủy tinh bị phá vỡ. Chẳng diện kinh người như vậy, kìm hệ pháp tắc vô cùng khủng bố, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. ha à, tên Mạng Nhĩ Đặc là hắn lấy ngộ kim hệ pháp tắc rất sâu. Tuy hắn thần là linh dược sư, nhưng kỹ độ của nghiêm kìm hệ pháp tắc so với linh sư cùng cấp còn cao hơn một bậc đó. Ai, rốt cuộc là hắn tù luyện cách nào đây? Hắn là đệ tử hạch tâm Chẳng lẽ đây là thực lực của đệ tử Hạch Tâm sao? Ai không thể tưởng tượng được Khó trách đệ tử Hạch Tâm Mới là lực lượng trung kiên của linh dực sư tháp Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thực lực này Cho dù là ta và người đi lên Cũng sẽ có đi mà không có về Mà cái tên kia xâm kia Cũng thực là nguy hiểm mà Trên khách đài của lôi đài Tất cả mọi người xôi trào Mấy người thân là hộ pháp bát giải Cấp thấp đế linh sư Trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ hùng hăng nuốt nước miếng, hai mắt không khẽ chấp động nhìn qua lôi đài. Mặt nhĩ đặc la bày ra thực lực kinh người, làm cho những hộ pháp tấn cấp bát dài cấp thấp đế linh sư của linh vực sư tháp cũng phải giật mình. Đối mặt với công kích khủng cố của mặt nhĩ đặc la, trên mặt kiệt sâm ngưng trọng trước này chưa từng có, trong cơ thể vận chuyển diệt thần sát quyết, ngũ hành linh lực phun ra nuốt vào, một cố ủy áp khó giấu đi, huyết dịch trên người sôi trào, chiến ý trong đôi mắt bành trướng. Ha <laughs> đến đây đi. Trong miệng kiệt dâm gào thét, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung vẩy, kim kiếm phong bạo không ngừng cuốn tới. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trong không khí. Trên lôi đài tỷ võ rất lớn, tiếng bạo tạc nổ tung vô cùng mạnh mẽ. Kiệt dâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, giống như con cá không ngừng rôi động trong nước, kiếm quang chẳng chịt như cầu vồng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp kinh thiên động địa, Kiệt sâm trong lúc đại lục tinh anh đại tái đã lĩnh ngộ được bộ pháp tắc hoàn mỹ hắc sắc trọng kiếm trong tay vùng vẩy thành một viên cầu bao phủ toàn thân của hắn vào trong viên cầu màu đen trong đầu của kiệt sâm và kiềm quang như nước chảy mây trôi bị bọt nước màu vàng quật đổ chui vào trong đó trôi nổi xung quanh lại quật ngã tiếng bạo tạng nổ tung vô cùng kinh người Kiệt sâm biến thành viên cầu màu đen chìm nổi lên xuống chiến đấu không ngừng diễn ra vô số khán giả của linh dược thành vô cùng ngây ngốc hai người này một người không ngừng công kích tùng hoành giết chóc linh lực không ngừng phóng xuất cùng công kích rất mạnh mẽ căn bản không cách nào tránh né không ngừng công kích đến kiệt sâm giống như đại sư yêu nhã đang phát động cánh tay lần lượt phát động công kích về phía của đối phương vận dụng hắc sắc trọng kiếm trong tay như một nghệ sĩ chồng nước lũ chìm nổi nhưng bóng dáng công kích thất dài hoàng linh sư không thể nhìn kịp nhưng thần pháp và phòng ngự của Kiệt Sâm làm cho bọn họ phải giật mình. Tràng diện xung quanh dùng động tâm tư làm cho bọn họ vô cùng rung động, trong nội tâm kích động không thôi. Tên Kiệt Sâm này thực sự là thất giai sao? Cơ hội trong nội tâm tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, không thể tin nổi. Thất giai cùng với bát giai, không thể dùng lạch trời để hình dung, cũng không thể nói cách khác, bát giai để linh sư có được nguyên tố kết giới có thể đem bất luận là thất giai hoàng linh sư áp chế gắt gao bình thường bắt giai đế linh sư đánh chết thất giai hoàng linh sư quả thực là quá dễ dàng có thể nói là chém chết đơn phương nhưng hiện tại tùy kiếm của mặt nhĩ đặc la công kích vô cùng chặt chẽ chạy trốn tứ phía bị động phòng ngự nhưng mọi người có thể nhìn ra mặt nhĩ đặc la muốn đánh chết kiệt sâm cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tên kiệt sâm này dưới cuộc là hắn đã làm như thế nào một ít hộ pháp đều khiếp sợ trong nội tâm cảm thấy khó có thể tin nhiều hệ linh sư là mạnh thì không đúng nhưng cũng không phải là mạnh tới mức không hợp khói thường như vậy kiệt sâm có thể đánh bại phỉ nhĩ lạc tư tuy làm cho người ta phải khiếp sợ nhưng mọi người còn có thể hình dung ra thiên tài cùng nhiều hệ linh sư để giải thích nhưng chiến lược hiện giờ của kiệt sâm bày ra làm cho người ta không hiểu rõ không nói khách khác tìm kiếm như cầu vồng đầy trời ẩn chứa kim hệ pháp tắc mạnh mẽ, năng lực ẩn chứa trong đó cũng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả những hộ pháp như bọn họ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, nhưng mà Kiệt Sâm là người mới tấn cấp thất giải cấp thấp Hoàng Linh Sư, có thể chống lại được. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu ra, Kiệt Sâm này ngang trời xuất thế trong linh dực sư tháp, đã là kết cục nhất định. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ bằng vào chuyện Kiệt Sâm cùng thực lực thất giải cấp thấp Hoàng Linh Sư, Ngàn cản công kích mạnh mẽ, không hợp thói thường của Mạt Nhĩ Đặc La, cũng đủ để thanh danh của hắn truyền xa, được cao tầng của linh dực sư tháp chú ý tới. Trong nước lũ màu vàng này, người khác nhìn thấy kiệt sâm vô cùng ương ngạnh, không ngừng phản kháng, chán của hắn đầy mồ hôi, vùng vẩy trọng kiếm trong tay, ánh sáng lặng lệ ác liệt. Chiều này của Mạt Nhĩ Đặc La có chút giống với chiều vạn kiếm quy tông thức thứ tư của phụ thân, không hổ là đệ tử hạch tâm của linh dực sư tháp trong nội tâm kiệt sâm im lặng lên tiếng nhưng động tác của hắn không ngừng lại chút nào phụ thân lôi nào cũng là bát giai cấp thấp kim hệ đế linh sư đối với thủ đoạn công kích của kim hệ đế linh sư đương nhiên hiểu rõ hơn kiệt sâm rất nhiều chiều thức vạn kiếm quy tông này cường hãn chính là sát thường của nó bất luận kẻ nào cũng không tránh né được công kích của nó nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng chính là uy lực của nó không lớn nói uy lực của nó không lớn chỉ là tương đối mà thôi Thất giai hoàng linh sư bình thường, căn bản ngăn cản không dưới một chiêu đã thua. Cho dù là bát giai cấp thấp đế linh sư, dưới thể công như vậy, sợ rằng sẽ bị trọng thương. Nhưng kiệt sâm lại khác. Hết chương 852, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro, kênh MCNE, chương 853 tấn cấp trung cấp hoàng linh sư. Dưới lớp nguyên tố kết giới đang vây quanh, Kiệt Sâm mới có thể ngăn cản được các công kích đáng sợ. Họ, đáng giận! Nhìn thấy bản thân mình trong công kích khủng bố như vậy, Kiệt Sâm vẫn khiên trì. Trong nội tâm của Mạt Nhĩ Đặc La vô cùng tức giận, trong miệng hắn gầm lên một tiếng. Mái tóc dài màu vàng của Mạt Nhĩ Đặc La bay múa, thúc giục bí pháp, từng đạo kiểm sắc quang mang từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài tất cả kim hệ nguyên tố trong không khí như điên cuồng, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Kim hệ áo nghĩa, hư không chạm. Thiên vạn đạo công kích không ngừng đánh tới kiệt sâm, kiếm quang màu vàng chấp động. Trong run dậy, dưới sự khống chế của mặt nhĩ đặc la, lập tức ngừng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng rất lớn. Chết đi! Khóe miệng của mặt nhĩ đặc la xuất hiện sát ý vô cùng u lãnh, trong miệng gào thét lên tiếng cự kiếm màu vàng cao tới hơn 10 trượng rộng một trượng giống như cột trụ chống trời nhắm ngài kiệt sâm mà chém mạnh thành cự kiếm này to tới mức hư không đều phải sụp đổ lộ ra vết nứt không gian màu đen hình thành một cỗ năng lượng phong bạo bao phủ kiệt sâm. linh lực trong cơ thể của kiệt sâm sôi trào vận chuyển diệt thần sát quyết chiến lực gấp 3 lần đánh ra hắc sắc trọng kiếm trong tay cùng cự kiếm màu vàng động vào nhau trong tiếng nổ mạnh đình tài nhức óc linh lực đáng sợ tràn ra ngoài bao phủ cả lôi đài hủy diệt tất cả sự tồn tại vô hình trong kiểm sát quang mang này toàn thân của kiệt sầm bắn ra ngoài như đạn pháo trùng trùng điệp điệp ném bay ra ngoài hùng hằng nện vào lôi đài bụi mù tràn ngập gạch đá lôi đài tạo là đá đen thất giai hoàng linh sư cũng không dễ dàng phá hủy nhưng dưới công kích này bị đánh hư nát đậu hủ <laughs> Xú tiểu tử, đây là thực lực của ngươi sao? Trên bầu trời, mặt nhĩ đặc la ngửa mặt lên trời cười lớn, tràn ngập ý tức điên cuồng. Nhạm thạch vẩy ra, một đạo thân ảnh từ trong hố sâu bay ra ngoài, áo bào tàn vỡ, kiệt sầm có chút chật vật. Ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám đấu với ta. Ha, 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 ha. Hôm nay, ta muốn cho ngươi kiến thức một chút, kết cục đắc tội với ta. Là Mạt Nhĩ Đặc La Sẽ là như thế nào Mạt Nhĩ Đặc La hằng hái Linh lực trong cơ thể chấn động cự kiếm màu vàng lại ngừng tụ Nhắm ngay kiệt sâm không ngừng oanh kích Trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng hào bạc nổ tung Kiệt sâm dưới cổng kích của Mạt Nhĩ Đặc La Thân thể không ngừng tiến nhập vào trong lôi đài Lại không ngừng đứng lên Rồi sau đó lại bị đánh lún xuống mặt đất Lưu lại một hố sâu cực lớn Thân thể vô cùng chật vật Chỉ có lực chống đỡ sư phụ kiệt sâm trên khán đài bọn người dòng thánh kinh hồ nhìn thấy trạng diện kiệt sâm không ngừng bị đập trên mặt tràn ngập lo lắng nhưng bọn họ lại bất đắc dĩ thôi chỉ có thể chờ mắt nhìn một đám này diễn ra ha 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 số tiểu tử chết đi mạt nhĩ đặc là ngửa mặt lên trời gào thét Cứ kiếm trong tay chém không biết là lần thứ mấy kiệt sâm lại trúng một kích mạnh mẽ chầm xuống mặt đất nhưng trên mặt của hắn không có chút sợ hãi nào ngược lại còn toát ra biểu lộ vô cùng hưng phấn giờ phút này linh lực thất giai của hắn không ngừng sôi trào cuồn cuộn một đạo lực lượng ngũ hành vô cùng cường đại tiến vào trong thân thể của kiệt sâm một cỗ linh lực mạnh mẽ chấn động lấy thân thể kiệt sâm làm trung tâm khuếch tán một màn này kinh động tất cả mọi người giờ khắc này cả lôi đài lập tức biến thành một biển linh lực cuồn cuộn, cuộn một đạo linh lực mạnh mẽ từ trong thân thể của kiệt sâm chuyển ra ngoài đạo linh lực chấn động này giống như khói báo động phóng lên trời tiến vào trong tầng mây đồng thời thiên địa linh nguyên tố xung quanh lôi đài bắt đầu cuồn cuộn vô số đạo ngũ sắc hào quang biến hóa trên lôi đài giống như cực quang sán lạn rung động nhân tâm một cỗ khí tức ngũ sắc linh lực không ngừng phóng lên trời ở trên không trung hình thành một biển linh nguyên tố vô cùng cực đại linh nguyên tố trong thiên địa vô cùng cuồng bạo mạnh mẽ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, điền cuồng phóng về phía kiệt sâm ở trung tâm, sau đó bị kiệt sâm hấp thu vào trong thân thể. Uy áp không hiểu ở đâu lan ra, linh lực chấn động trong thiên địa khuếch tán ra ngoài, lấy thân thể của kiệt sâm làm trung tâm lại tràn ra ngoài. Mà vào thời khắc này, linh lực thất giai trong thân thể của kiệt sâm điên cuồng cuồng bạo, phá tan bình cảnh kinh mạch thất giai trùng cấp dưới vô số quán thâu của ngũ hành linh lực, chuyển hóa thành linh lực thất giai trung cấp. Một cỗ thiền địa chỉ uy từ trên trời áp xuống, áp bách người ở xung quanh lôi đài, làm cho người ta hít thở không thông. Mà đột nhiên lại xuất hiện màn này, lập tức làm cho mọi người kinh ngạc tới ngẩn ngơ. Hả? Tên kia xâm này? Hắn? Hắn? Hả? Hắn đã tấn cấp trong lúc chiến đấu sao? Sư phụ đã tấn cấp? tất cả mọi người há hốc mồm, không thể tin được một màn trước mặt. <laughs> Trên bầu trời, kẻ xâm nhịn không được cười ha hả. Dưới quán thầu của linh lực vô tận, linh lực chấn động của hắn không ngừng tăng cao, đạt tới một trình độ kinh người. Trong bí cảnh, kẻ sâm phục dụng linh dực tề ngũ hành đã trực tiếp tấn cấp đến thất giai cấp thấp đỉnh phong. Khoảng cách thất giai trung cấp cũng chỉ còn một bước ngắn mà ở trong bí cảnh đã tụ luyện diệt thần sát quyết cùng với săn giết linh thú. Linh lực trong cơ thể của kiệt sâm không ngừng tăng vọt, chỉ có điều kẹt ở khẩu thất giai cấp thấp đỉnh phong, chưa từng đột phá. Hôm nay, trong công kích cuồng bạo của mặt nhĩ đặc la, giữa kiệt kiệt sâm cũng có cơ hội đột phá, thành công tấn cấp đến thất giai trung cấp hoàng linh sư. Cảm nhận được linh lực cường hãn trong thân thể, khóe miệng của kiệt sâm xuất hiện nụ cười sáng lạn. Lập tức hắn ngừng đầu, ánh mắt lạnh như băng, giống như lưỡi đào sắc bén, nhìn chằm chằm trên người của mặt nhĩ đặc la. Ánh mắt kia giống như một con sư tử khủng bố nhìn chằm chằm vào con cừu non, trong ánh mắt mang theo hương vị giết chóc không chút che giấu. <laughs> người đã công kích đủ rồi, hôm nay phải tới phiền của ta. Hy vọng người đừng có bị đánh vài cái rồi chết yếu đi, vậy thì không có chút ý nghĩa nào nữa. Âm thanh của kia sâm lạnh như băng, làm cho người ta đang ở trong thời tiết tháng 7 nóng bức, thoáng cái tiến vào trong trời đông giá buốt, làm trong lòng người ta sinh ra run dậy. Đôi má của mặt nhĩ đặc la run dậy vài cái, ánh mắt vẫn nộ giật giật, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hắn đã nổi giận thực sự, thẹn quá hóa giận nói. Số tiểu tử, không phải là tấn cấp thất giai trùng cấp hoàng linh sư sao? Ta mặc kệ ngươi là tăng lên như thế nào, hôm nay cũng khó trốn được kết cục bị ta giết trong lời đó cự kiếm màu vàng trong tay của mặt nhĩ đặc là lại ngưng tụ nhắm ngay chỗ của kiệt sâm chém rụng ra diện mục cực lớn đi chết đi trong tiếng gào thét tức giận vô tận linh lực bộc phá ra ngoài đến mức cự kiếm hư không xuất hiện một vết nứt không gian màu đen hết chương tám trăm nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo bạn đang nghe chuyện audio Dược thần tác giả ám ma sư Chuyện được phát trên website trên audiovv pro Kênh MC Annie Trang 854 Cường hóa Dược tề thất dài hoàng cấp Đối mặt với mặt nhĩ là công kích Thân hình thẳng tắp như tùng của hắn đã động Hai mắt của hắn mang theo hào quang chói mắt Vận chuyển diệt thần sát quyết Linh lực khủng bố phóng lên trời Uy lực gấp 5 lần Trong lòng của hắn hò hét Hắc sắc trọng kiếm trong tay chém mạnh lên cự kiếm màu vàng hắc sắc trọng kiếm trong tay của kiệt sâm thoáng chốc hóa thành một con nộ lòng màu đen gầm thét dùng cự kiếm màu vàng trong tay của mạt nhĩ Đạc la chạm cùng một chỗ trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người kiệt sâm dưới uy lực cự kiếm màu vàng trước đó không có lực toàn thủ vào thời khắc này đã bị phá vỡ như tấm gương hóa thành tinh quang đầy trời tán giật trong không trung nộ lòng sau khi phá tan cự kiếm màu vàng cũng không dừng lại đánh vào trên người của mặt nhĩ đặc la thân hình của mặt nhĩ đặc la chấn động mạnh một cái áo giáp linh lực bên ngoài thân thể vỡ tan thân thể thoái lui ra sau vài chục bước một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống trong ánh mắt mang theo kinh hãi khó nhịn đi chết đi trong miệng của kiệt sầm gào thét đi nhanh về phía trước mỗi một bước hạ xuống khiến hư không nứt vỡ năm ngón tay của hắn mở ra xuất hiện năm đạo quang mang chói mắt linh lực ngũ hành điên cuồng ngưng tụ trong hư không, hóa thành năm ngón tay lớn như núi, gió mà chướng nhắm ngay mặt nhĩ đặc la áp xuống. Hư không sụp đổ, tiếng nổ vang đình tai nhức óc, mặt nhĩ đặc la cần bản chưa kịp phản kháng, đã bị đánh lún vào lôi đài. Cả lôi đài dưới một kích này run dậy, mặt đất vỡ ra vô số đạo lỗ thủng rất lớn. Một kích đánh ra, ngũ hành linh lực tiểu tán đi. Trên lôi đài, Mạt Nhĩ Đặc La bị đánh vào trong lôi đài mấy trượng, vô cùng chật vật. Dưới một kích này, tầng đá nhăm thạch đen lát, lôi đài đã vỡ vụn. Tất cả đều là hóa thành cho bụi phấn, gió nhẹ thổi qua, bụi mù bay đầy trời. Chỉ một thoáng, đoàn người lập tức vang lên âm thanh hít lạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người ngốc trệ nhìn qua kiệt sâm đang huyền phủ trên không trung. Trong hai trọng mắt, hoáng xuất hiện ra thần sắc kinh ngạc. Trong tầng nham thạch của lôi đài, Mặt nhĩ đặc la đã mạnh mẽ lướt tới Trên người hắn vô cùng chật vật Trường kiếm nghiền nát Khóe miệng mặn huyết Mái tóc dài màu vàng phiêu giật hóa thành tội chim lộn xộn Số tiểu tử, tử Ta muốn giết người Mặt nhĩ đặc la ngửa mặt lên trời gào thét Thần sắc dữ tợn Hai mắt của hắn một mảnh không đảo bừng Không một cách nào tiếp nhận được Giới sự thật là mình bị kiệt dâm đánh rơi Vô số linh lực màu vàng ngưng tụ về phía của hắn, linh lực kim hệ vô cùng khủng bố từng đạo sương mù che hẳn màu vàng trên người của hắn trong chốc lát toàn thân của mặt nhĩ đặc la hóa thành cự kiếm màu vàng nhắm ngay kiệt sâm mà chém tới chết đi kim bí mật ký nhân kiếm hợp nhất trong kiếm gầm gừ cả phiến hư không đều bị tảm phá lộ ra một vết nứt không gian cực lớn lực lượng tản ra khiến người ta phải khiếp sợ nhân kiếm hợp nhất sao? <laughs> Hạt gạo cũng trành sáng với chăng? Trong miệng của Kiệt Sâm hừ lạnh, một cỗ uy áp kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt vận chuyển diệt thần sát quyết tới cực hạn, đồng thời ngũ hành chi lực trong cơ thể của hắn, trong lúc vận chuyển linh thần quyết điền cuồng lên. Lực lượng khủng bố làm cho kinh mạch trong người bát dài đỉnh phong của Kiệt Sâm đều sinh ra đau đớn. Kiệt Sâm chém ra một kiếm, chiến lực gấp 5 lần tăng lên, trong cơ thể tràn ngập linh lực thất giai trùng cấp trong nháy mắt cơ hồ đều hao hơn phân nửa mà hắc sắc trọng kiếm trong tay hóa thành một con dao long cùng thân thể của mạt nhĩ đặc la hóa thành cự kiếm đụng nhau một chỗ không gian im ắng mất đi trong hư không xuất hiện vết nứt không gian to lớn lộ ra không gian đen kịt không gian trí lực vô tận phát ra ngoài trong chốc lát đã tiêu thất không thấy hào quang chói mắt tách ra mạt nhĩ đặc la dùng thân thể ngừng tụ cự kiếm lập tức sụp đổ, rồi sau đó tiếp tục nện thẳng xuống lôi đài. Trong tiếng nổ vang cực lớn, xuất hiện tiếng nổ to. Trong nháy mắt, xung quanh lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh. Tim của mọi người xem như là nằm trên cổ họng, trừng lớn hai mắt, mở to miệng, kinh hãi không phát ra bất cứ âm thanh gì. Ê, tình huống này là như thế nào đây? Trong nội tâm của tất cả mọi người cảm thấy khó tin, Kiệt sâm lúc trước tấn cấp thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư không sai. Nhưng dù là tấn cấp, cũng chỉ là thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư. Nhưng mà mặt nhĩ đặc lai như thế kia, chính là cường gia, bát giai cấp thấp đế Linh Sư, lĩnh ngộ kìm hệ pháp tác sâu đậm, lại bị kiệt sâm một trưởng nện xuống đất. Chẳng diện rung động như thế này, làm cho mọi người phải kinh hãi. Trên không của lôi đài, kiệt sâm lạnh lùng ngạo nghế, tấn cấp thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, Diệt thần sát quyết đã tăng chiến lực lên lực gấp 5 lần. Hơn nữa chiến lực bản thân tăng lên, biên độ linh lực ngũ hành ở trong phương diện linh lực. Kiệt sâm đã vượt qua mặt nhĩ đặc la thần là bát giai đế linh sư từ rất lâu rồi. À, ta là đệ tử hạch tâm của linh giặc sử tháp, là một nhân vật nhỏ bé như người, làm sao so sánh với ta. Xú tiểu tử, ta muốn người chết, ta muốn sừng. Đúng lúc này, bị kẻ sâm đánh vào trong hố sâu một âm thanh không cam lòng chuyển tới lập tức một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đến trên không trung chính là mặt nhĩ đặc la bị kẻ sâm nện xuống dưới đất mặt nhĩ đặc la vào lúc này trên mặt không còn khí thế tùng hoành ngạo nghễ như trước kia trưng bào trên người đã sớm bị đánh rách dưới gương mặt của hắn vặn vẹo vô cùng chật vật ánh mắt điên cuồng trong miệng giống giận dữ đột nhiên một bình linh dược tề màu xanh xuất hiện trong tay của mặt nhĩ đặc la. Hắn thoáng cái mở nắp bình ra. Linh dược tề màu xanh này vừa mở nắp, một cố khí tức linh lực mạnh mẽ phóng lên trời. Khí tức linh dược chán giật, thoáng chốc, linh nguyên tố trong thiên địa lâm vào cuồng bạo. Từng đạo hào quang màu xanh không ngừng hiện ra trong thiên địa. Ê, đây là cuồng hóa dược tề thất dài hoàng cấp. Xung quanh lôi đài, một ít đệ tử linh dược sư thấy được bình dược tề này trong tay của mặt nhĩ đặc la sắc mặt biến đổi mạnh mẽ lộ ra ánh mắt vô cùng kinh hãi cường hóa dược tề thất giai hoàng cấp linh dược tề người dùng ít nhất cũng là thất giai cao cấp hoàng linh sư nếu không sẽ bị linh lực khủng bố trong đó làm cho bất cứ linh sư nào gấp bậc dưới thất giai cao cấp hoàng linh sư bị nổ tung công hiệu của cường hóa dược tề cực kỳ cường đại dùng nguyên lý kích phát tiềm năng của linh sư sau khi phục dụng có thể làm cho một gã bát giai cấp thấp đế linh sư trong thời gian ngắn thực lực tăng thêm mãnh liệt thậm chí ngay cả bát giai trung cấp đế linh sư cũng phải tạm lánh mũi nhọn có thể nói là nghịch thiên hết chương 854 nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo bạn đang nghe chuyện audio dược thần tác giả Á ma sư chuyện được phát trên website chuyện audio pro kênh mc annie chương 855 so đấu dược tề đã ngoài thất giai bất luận là tranh lệch một cấp cũng rất lớn sau khi kiệt sâm này tấn cấp thất giai trùng cấp hắn và mạt nhĩ đặc la có được thực lực trước sau đối lập một khi phục dụng cuồng hóa dược tề thực lực của mạt nhĩ đặc la sẽ tăng vọt về thể chất <laughs> Sú tiểu tử Ta không thể không thừa nhận Người đúng là một thiên tài Dùng thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư Có thể tiến được lục khủng bố như vậy Nhưng đáng tiếc cho người Đáng tiếc ta chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sử gia, ta còn là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư. trong tiếng gào thét, mạt nhĩ đặc là một ngụm đen cuồng hóa dược tề uống qua cạn, khí tức linh lực trên cơ thể lập tức phát sinh biến hóa kinh người. <laughs> hôm nay ngươi là một thiên tài sao, nhưng lại chết trong tay của ta. ta muốn người chết, muốn người chết. mạt nhĩ đặc là điền cuồng ngửa mặt lên trời gào thét thần sắc điên cuồng. Thoáng cái, tình thế lại phát sinh cải biến. Xung quanh lôi đài, tất cả mọi người lúc trước nhìn Kiệt Sâm với ánh mắt khiếp sợ, giờ phút này đã biến thành bi ai. Trên lôi đài, hào khí quỷ dị tản mát ra, tất cả mọi người yên lặng nhìn qua Kiệt Sâm cùng mặt nhĩ đặc la hai người, thần sắc xuất hiện ánh mắt không thể hiểu nổi. Thời điểm ban đầu, bọn họ đối với Kiệt Sâm chỉ có hiểu biết trên khái niệm, biết hắn là quán quần đại lục tinh anh đại tái còn là nhân vật mới gia nhập của linh dực sư tháp. Tạm nghĩ linh dực học áp lôi địch tư là lục sai cao cấp linh dực tôn sư, vô cùng cường đại. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra làm cho mọi người có thêm một tầng hiểu biết về kiệt dâm. Dùng thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư, ngạnh xanh áp bức, ngã ba ngã phỉ nhĩ lạc tư và thất giai cao cấp hoàng linh sư phải quỳ xuống, đối mặt với đệ tử hạch tâm mặt nhĩ đặc la lại hung hăng cản quấy, cường thế trên lôi đài. Lúc ban đầu đi lâm vào cảnh xấu, điên cuồng trong chiến đấu tấn cấp, cuối cùng cường thế đánh bại được mặt nhĩ đặc la. Tất cả chuyện này đều biểu hiện thiên phú kinh người của thiếu niên ấy. Trận chiến ngày hôm nay, Kiệt sâm gây cho bọn họ quá nhiều điều ngoài ý muốn, cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Không quản khi gió cảm giác ban đầu bọn họ với kia sâm là cái gì, khinh thường, hiếu kỳ, khinh bỉ hay là bội phục. Tại thời khắc này, tất cả đều chỉ còn lại kính ngưỡng thật sâu. Đúng, đúng là kính ngưỡng. Bọn họ đã bị thực lực và biểu hiện kinh người của kiệt sâm thuyết phục, cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng bất cứ là như thế nào, nhân vật thiên tài này là thần tượng bọn họ, sao phải chết rồi. Trên khán đài, mấy hộ pháp cấp bậc bát giai hoàng cấp đế linh sư lúc này đứng lên, ánh mắt nhìn về phía kiệt sâm. Nhanh nhanh, mau đầu hàng đi, thiếu niên. Bọn họ cực kỳ thưởng thức kiệt sâm, cho nên trong nội tùng đang nói câu này Linh sực sư sự tháp không cho phép giết chóc Chỉ cần hiện tại Kiệt Sâm nói ra hai chữ đầu hàng Thì vài tên hộ pháp sẽ động thân đứng ra Đem Kiệt Sâm cứu đi ngăn cản mặt nhĩ đặc la Nhưng nếu Kiệt Sâm không đầu hàng Quyết đấu sẽ vẫn còn tiếp tục Trước khi phần thắng bại Bọn họ cũng không có biện pháp gì để ra tay Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ Nếu như Kiệt Sâm hiện giờ không đầu hàng Hắn cửa hồ phải chết không thể nghi ngờ được nếu như nói trước kia mặt nhĩ đặc la và bọn họ đều là bát dài cấp thấp đế linh sư, tối đa hơn một chút, bọn họ vào lúc này nguy cơ còn có thể cứu người từ trong tay của mặt nhĩ đặc la. Nhưng mặt nhĩ đặc la đã phục dụng cuồng hóa dược tề, thực lực đã vượt xa bất cứ kẻ nào. Hắn muốn ra tay giết người sao? Mấy gã hộ pháp bát dài cấp thấp đế linh sư này dù ra tay đồng loạt cũng chưa chắc cứu người được. Nói thì rất dài, nhưng tất cả những chuyện này xảy ra trong nháy mắt, mặt nhĩ đặc là cảm thụ được linh lực trong cơ thể bành trướng như muốn nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm nhìn qua kiệt sâm, hắn phát điên, khóe miệng của hắn nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, trên mặt tràn đầy biểu lộ ác ý, có thể diệt sát như thiên tài kiệt sâm đối với bất cứ kẻ nào mà nói là chuyện vô cùng kích động, đây là khoái cảm chinh phục mãnh liệt, vừa nghĩ tới kiệt sâm lát nữa sẽ chết trong tay của mình, toàn thân của mặt nhĩ đặc là hưng phấn bùng nổ đồng thời linh thức của hắn một mực tập trung vào Kiệt Sâm. Chỉ cần một khi phát hiện Kiệt Sâm có xu thế đầu hàng, sẽ ra tay như lôi đình, không chút nương tay. Ánh mắt của Mạt Nhĩ Đặc La cuồng bạo nhìn về phía Kiệt Sâm, muốn nhìn thấy biểu hiện thất kinh trên mặt của hắn, nhưng làm cho mặt Nhĩ Đặc La hoàn toàn sững sốt đó chính là, sau khi hắn phục dụng cuồng hóa dược tề, Kiệt Sâm chẳng những không có bất luận cái gì kinh hoàng, trên mặt ngược lại còn mỉm cười. Hắn cười cái gì? Ý niệm này diễn ra trong nháy mắt Sau đó mặt nhĩ đặc la nhìn lướt qua đám người trên lôi đại Người cười cái gì Người không biết Người chết là chuyện nhất định sao Hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đi Xú tiểu tử Chỉ cần ta cao hứng Nói không chừng ta sẽ tha cho người Mặt nhĩ đặc la thẹn quá hóa giận Trong miệng gào thét lên tiếng kỳ sâm lạnh nhạt nhìn qua mặt nhĩ đặc la Trong ánh mắt tràn ngập sự đáng buồn Ánh mắt kia giống như một con hùng ưng bay trên bầu trời nhìn xuống một con kiến, tràn ngập thương cảm. Người cho rằng chỉ có mình ngươi mới có linh dược tê sao? Trong một thanh âm này vang lên khắp lôi đài, chuyển vào tai tất cả mọi người. Trên lôi đài, trong miệng kiệt sâm đạm mạc lên tiếng, tay trái lật một cái, ba bình linh dược tê màu sắc khác nhau hiện ra. Ba bình linh dược tê này vừa xuất hiện, không khí giống như bị bạo tạc nổ tung, từng đạo chấn lộng linh lực mạnh mẽ truyền ra xung quanh. Tất cả linh dược tề chiếu sáng dưới ánh mặt trời, phát ra hào quang tươi đẹp. Linh dược tề khác nhau hình thành màu sắc khác nhau, trọng điệp lẫn nhau. Trên đỉnh đầu mọi người hình thành đám mây rực rỡ. Linh nguyên tố xung quanh nhanh chóng lâm vào cuồng bạo, khí thức linh lực khủng bố tán giật ra ngoài, hình thành dị tượng liên tục trên đầu của kịch xâm. Thấy một màn như vậy, người người ở xung quanh lôi đài ngây ngốc, Nơi này chính là linh dược sư tháp, cũng là địa phương tụ tập của linh dược sư. Những đệ tử này đừng nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thường xuyên nhìn thấy linh dược tề. Vì cũng muốn hiểu rõ về linh dược tề, không phải người bình thường có thể so sánh được. Cuối cùng là dạng dược tề gì vậy? Tại sao có thể tạo thành dị tượng khủng bố? Xung quanh lôi đài, không ít người xem đều chừng to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ thì thảo lên tiếng. Thất giải quảng cấp linh dược tề tuy đều gọi là chung là hoàng cấp linh dược tề Nhưng hoàng cấp linh dược tề là khác nhau Trên phẩm chất khác nhau Thiên sao, địa biệt Mà phân chia thất dài hoàng cấp linh dược tề mạnh yếu Chủ yếu dựa vào thiên địa dị tượng Khi linh dược tề này xuất hiện Cộng thêm khí tức mạnh mẽ của nó phát ra Giống như cuồng hóa dược tề Của mặt nhĩ đặc la lấy dài trước đó Nếu như phân chia cụ thể Có thể xem là thất dài trung cấp hoàng cấp linh dược tề Hơn nữa Còn là thất dài trung phẩm cường đại Hết trường 855. Nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo.